Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ sự trở lại của TT Vlog. Thì tất cả anh chị em bữa nay là Thi làm món ăn trong mùa dịch. Thịt bò xỏ lụi kèm với ớt chuông. Thì Thi sẽ ướp đó chính là tỏi với hành tím. Tí muối thôi nha cả nhà. Tí thôi, dặn tí muối thôi. Đó. Bột ngọt. Hạt nêm nha mọi người. Kế tiếp đó chính là nước tương. Dầu hào. Dầu ăn. Kế tiếp đó mình cho xả băm. Rồi mình sẽ cho một tí đường. Rồi nếu mọi người không có ghiền á, thì mọi người sẽ cho bột curry nha. Đây là bột curry. Thơm mùi curry nó ngon. Để ít thôi, đừng có để nhiều quá. Rồi quay qua mình sẽ cho bịch sữa tươi. Không đường nha cả nhà. Bữa nay Thi sẽ làm món ăn để mùa dịch. Mọi người có món nào làm món đó. Nhờ hơn nhà Thi phải mua để sẵn vậy chứ. Chứ nếu mà mọi người nha khó tìm đồ ăn để mua lắm. Nhưng mà mấy bữa nay cũng đỡ đi. Có nào có chương trình này nọ để ship lại rồi. Rồi mọi người bóp như thế này rồi. Thì mọi người sẽ để nửa tiếng đồng hồ. Rồi mình sẽ xỏ lụi nha mọi người. Thật ra ban đầu mình phải đâm đậu phộng này mình ướp chung với gia vị rồi mình bóp vô thịt bò luôn. Nhưng mà vì biết sao nãy giờ lo nói chuyện mà quên. Cho nên thì phải để vô sau nha. Để vô có đậu phộng đâm nhuyễn vậy nè. Nó mới béo. Thịt bò và nó thơm. Bớt vô chung đi nha, tí nữa mình xỏ lụi. Rồi nha cả nhà, bây giờ á mình sẽ ướp thịt bò rồi. Bây giờ mình quay qua mình xỏ lụi như thế này. Thì mình có thể là mình xỏ chung với ớt chuông nha. Mình màu xanh màu đỏ để cho nó có màu mè lên tí xíu. Thì mình thấy cái gắp thịt bò mình rất là ngon. Và nhìn rất là thẩm mỹ nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ làm xong rồi mình sẽ đem đi nướng. Cả nhà thấy chưa, Thi chụp hình cho mọi người coi một tấm nha. Để vô lò vi sóng nướng nha cả nhà. Còn Thi không có lò than. Cứ để lò vi sóng như thế này. Rồi. Mình sẽ cho vô lò nướng nha cả nhà. Đó. Cả nhà ơi. Bây giờ thịt bò Thi đã chín rồi nha cả nhà. Mình sẽ ăn kèm chung với nước mắm hoặc là nước muối tiêu. Đó, bây giờ Thi sẽ chưa kịp làm muối tiêu thì cho nên là tất cả anh chị em muốn ăn với nước gì cũng được nha. Bây giờ Thi sẽ thưởng thức một gắp bò cho mọi người xem là không chấm với nước gì hết. Thơm quá cả nhà. Ngon quá. Thì họ chấm với nước trứng cút. Hoặc là mình chấm với mắm me này nè. Mắm me mình xào nước sốt này nè. Để lên. Nước nách luôn. Ngon quá. Chúc cả nhà ăn thành công và làm được chúc cả nhà làm được món ăn thành công và ngon miệng. Giữ gìn sức khỏe vào mùa dịch. Và cả nhà yêu nhớ giữ gìn sức khỏe tại nhà, nhớ ăn uống đầy đủ vô thì tất cả anh chị em sẽ vượt qua mùa Covid. Cảm ơn tất cả anh chị em, hãy nhớ đón xem kênh TT Vlog. Nhớ đăng ký kênh giùm Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại vào những món ăn mới. Bye bye. Cả nhà ơi, bữa nay bây giờ Thi sẽ làm một món ăn đó chính là trứng cút gan me. Thì kèm sau đây Thi sẽ có một dĩa trứng cút. Tỏi băm phải có hành băm nha. Đậu phộng. Đầy đủ những hương liệu nha cả nhà, tỏi đường bột ngọt này nọ nha. Thì đây là me. Tỏi băm. Rồi mình sẽ cho miếng dầu hào. Miếng tương ớt. Có ớt để vô nữa càng tốt nha mọi người. Cho miếng tiêu. Rồi mình sẽ cho bột ngọt vô miếng nha. Đường. Mẹ. Hành vô. Cái kẹo lên chứ mọi người nè. Ăn ớt để ớt vô nha. Cho đậu phộng. Rồi sau này mình sẽ để trứng cút. Trứng cút rang me. Cái món này á, thật ra là Thi cũng hay thường ăn lắm. Nhưng mà có chỗ thì bán vừa miệng, có chỗ thì không bán vừa miệng. Còn nếu mà mình thích ăn vừa miệng hơn thì mình tự làm. Tự làm tự ăn thì nó vừa hơn. Tại vì mình có thể là mình nêm nếm đầy đủ. Còn nhiều khi người bán có thể là người ta làm theo cái khẩu vị mỗi người mỗi khác đó. Còn đối với Thi thì Thi làm thích làm theo cái khẩu vị của Thi đậm đà tí xíu. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay này nọ là Thi thích nha mọi người. Cả nhà ơi, cái trứng cút này là mình ăn chung với rau răm nè, muối tiêu, đó. Thì hoặc là mình ăn với cái gì cũng được, tại vì cái này là nó vừa ăn rồi thì chín rồi nha cả nhà. Đó, trứng cút rang me, thơm quá. Chụp hình đi, chụp hình đi. Mọi người xem. Ngon quá cả nhà ơi, ngon lắm. Xuất sắc luôn.
không bao giờ làm quý vị thất vọng không. Chấm với bánh tráng cũng ngon đó nha cả nhà. Thì cái cách làm rất là dễ, cả nhà làm theo đi không bao giờ thất vọng. Nhớ nha, me phải bóp với nước nóng ra rồi hả, lược hột ra là mình làm nha cả nhà. Dễ, cách làm cũng dễ. Rồi, chúc cả nhà làm được những món ăn giống như Ti Thi được thành công và ăn ngon miệng. Cảm ơn cả nhà yêu. Cho hành vô nha mọi người nha. Thì mình xào cái củ cải này nè, vừa săn lên cái cho đậu phộng vô luôn. Đây nha, ăn bồi bổ mùa dịch nha mọi người nha. Đó, ai mà làm chồng thì không bao giờ thất vọng đồ ăn đâu. Đồ ăn ngon ngon không bồi bổ. Mà Thi cũng ăn bồi bổ đó, giờ không có chồng thì cũng phải ăn nữa. Mình sẽ trộn vô luôn. Chiên trứng ốp la. Mọi người ơi, sau đây là món mì xào thịt bò và ốp la trứng đã xong rồi. Thì Thi sẽ ăn thưởng thức, nhưng mà mọi người nhớ nha. Khi ăn thưởng thức mình có thể là những ai biết chế biến nước sốt. Nước sốt chấm giống như Thi đó, nước chấm bò viên hay là nước sốt mình mua từ ngoài chợ. Hoặc là nước sốt tương ớt hoặc là nước tương, tùy theo mọi người thích ăn. Thì Thi thích ăn nước sốt cay. Cây cây the the, mà Thi thật ra Thi phải bán như vậy là Thi phải chế biến nước sốt nó mới ngon nha. Thì bắt đầu Thi sẽ ăn cho tất cả anh chị em xem. Trước khi ăn á thì mình sẽ sộn mì này lên dưới rau cho nó đều vô chúng nha, hòa quyện vô cái đã. Để sao? Tại vì rau mình xào có hương vị đó đậm đặc, thì cho nên mình phải hòa quyện chung với mì nha. Thì mình làm như thế này đó. Còn trứng, ví dụ mà trứng ốp la mà nó còn sống sống thì mọi người phải trộn lên như vậy nè cho nó đổ và lòng đỏ nó ra thì mọi người ăn nha. Thưởng thức nha, mời cả nhà ăn thưởng thức cùng với Thi Thi. Ngon quá, cũng ngon. Tót mồ hôi cũng mở mũi quạt. Tót mồ hôi cũng nha mọi người. Cái này phải bán giữa từ 50 mới lời nha. Vì thịt bò mắc quá. Nhưng mà bán mì này cực lắm. Cũng cực lắm nha mọi người nha. Nếu mà làm ngon á thì phải cực. Còn nếu mà làm ngon là phải mua cái chảo thiệt là bự. Chiên lần phải 10 dĩa tại vì bán đắt quá bán không kịp. Ngon á mọi người. Nhức nách luôn. Ngon quá mọi người. Nên nói cái biết nhiều khổ nhiều. Thì nói chung ra đồ ăn thì biết nhiều lắm, nhưng mà biết càng nhiều khổ càng nhiều. Chiều khi nào mà Thi có người yêu á thì Thi mới bớt khổ. Để Thi làm đồ ăn cho người yêu Thi ăn. Khỏi suy nghĩ nhiều. Ngon quá. Ăn vài muỗng nữa. Ngon quá. Cái này có thể mọi người xào rau bắp cải cũng được, cải xanh cũng được, tùy theo mọi người thích rau nha. Còn Thi thì thích ăn rau này nó dễ. Hoặc là cải khách na, bông khách na dễ. Ngon quá. Kèm lon coca nó nhức nách luôn. Cho tao lon coca đựng đá vô nó nhức nách luôn mọi người. Ăn cái này uống coca bò cụm trà tắc đi Thi. Trời ơi khỏi chê luôn. Bá chết bò chết. Uống nước vô nó nhức nách luôn nha. Mọi người thấy Thi ăn ngon không? Nếu thấy ngon á mọi người tự làm nha. Con ăn không? Mày đút cho con ăn không? Đút cho mấy tiên miếng nha. Gái tôi cũng thích ăn mì lắm. Ăn đi con nè. Ngon không con? Cái này thật ra xào chỉ có tiêu thôi cho nên không có cay. Nhưng mọi người, tương ớt nó cũng không có cay vì mình để ít. Còn nếu mà mọi người ăn á thì mọi người cứ làm không cay cũng được, nhưng mà có phải cay the the nó mới ngon. Nó mới giống Thái, mì xào Thái. Cái này mì Thái nữa. Ngon không con? Ngon. Ok nha cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Mùa dịch mà không có cách làm món ăn được nhiều thì những cái món này rất là đơn giản và bồi bổ sức khỏe cho tất cả anh chị em. Trong mùa dịch này thì dễ dàng lắm. Nói chung ra thịt bò 100g với mì tí xíu, trứng vịt tí xíu là làm được cái một dĩa rồi. Ví dụ làm một dĩa này quá đắt cỡ 50 ngàn trở xuống thôi, còn làm hết tổng như vậy thì cũng mấy trăm ngàn nha cả nhà nha. Ok, xin chúc tất cả anh chị em vui vẻ và luôn luôn giữ gìn sức khỏe tại nhà. Cảm ơn tất cả anh chị em nhiều nha. Hẹn gặp lại clip sau, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giùm Ti Thi nha. Cảm ơn cả nhà. Chú môi con, chú môi. Vĩ Tiên nó ăn còn ngon thấy không? Vĩ Tiên nó còn biết ngon nữa đó. Em bé mà nó còn biết ngon nữa này, thấy chưa? Chị đừng nói Mỹ Tiên nó còn biết ngon nữa, nghĩ chi mà Thi. Con Thi kén ăn lắm không? Mà ngon lắm mới ăn. Dở dở nó nhả ra liền. Ngon không con? Ngon. Ngon đi. Rồi bà Vũ ơi, tí nữa đút mì cho con tôi ăn nha. Ăn sạch rồi nè, ăn nãy giờ. Nữa không? Nó, thấy chưa? Mỹ Tiên biết ngon kìa.
Mỹ Tiên biết ngon là khỏi chê đó mọi người. Ok, bye bye cả nhà.